Nội vụ thông tin về việc không được tăng lương trước thời hạn. Hà Nội sắp cưỡng chế hàng loạt công trình vi phạm xây dựng. 7 tuyến đường với tổng vốn 1.100 tỷ thúc đẩy phát triển vùng Hồ Hòa Bình. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay, ngày 27 tháng 5, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công trình kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, đoạn từ cầu Sở Mây đến cầu Rạch Chùa, được khởi công từ tháng 7 năm 2023, có vốn đầu tư hơn 270 tỷ đồng. Sau khoảng 11 tháng thi công, đến nay đã đạt khoảng 60% khối lượng công việc, vượt kế hoạch đề ra. Đoạn đường Dương Văn Cam, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, dài khoảng 200 mét, thường xuyên bị ngập sâu sau mưa lớn. Do đó, nhiều hộ dân nơi đây đã buộc phải bỏ chi phí để nâng nền nhà cao hơn mặt đường từ 0,5 đến 1,2 mét để chạy ngập. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 27 tháng 5, tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Khánh Phú Glass thuộc khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình đã xảy ra một vụ cháy. Sau gần 4 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng đám cháy đã thiêu rụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng cùng nhiều tài sản khác của công ty. Thưa quý vị, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 tới đây. Đây là giai đoạn căng thẳng đối với các học sinh và cả phụ huynh. Nhiều học sinh cảm thấy lo lắng, căng thẳng khi ngày thi đã cận kề. Vậy để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi này, thí sinh cần đặc biệt lưu ý điều gì? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự dưới đây. Thì đối diện với một cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội thì tất cả các bạn học sinh đều cần tự tin, bình tĩnh để có thể làm bài tốt nhất, giữ mình luôn luôn là khỏe mạnh, tỉnh táo để từ đó thì có thể làm bài tốt. Sáng ngày 8 tháng 6, các sĩ tử Hà Nội sẽ bắt đầu kỳ thi với môn ngữ văn có thời gian làm bài là 120 phút. Chiều ngày 8 tháng 6, làm bài thi ngoại ngữ trong vòng 60 phút. Và sáng ngày 9 tháng 6, các em sẽ làm bài thi toán với thời gian là 120 phút. Thưa quý vị, trong một điều tra mới đây của Báo Lao Động, nhóm sản phẩm Smart A chỉ là một loại nước có khả năng diệt khuẩn, chữa một vài loại bệnh trên da thông thường. Thế nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn ứng dụng khoa học công nghệ quốc tế, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã thổi phồng sản phẩm này thành thần dược chữa bách bệnh, thậm chí hỗ trợ cả bệnh ung thư. Hiện nay thì cũng đã có một số các cái thông tin về vấn đề là sử dụng nước kiềm để hạn chế sự tiến triển của bệnh ung thư. Tuy nhiên thì cũng mới đang có một vài nghiên cứu đi sâu vấn đề này, chứ còn chưa có bất cứ một cái thông tin chính thức gì. Không chỉ chữa được ung thư, chính những sản phẩm nêu trên còn được quảng cáo chữa được cả bệnh tiểu đường. 90% tiểu đường là chuyện nhỏ, chỉ 10% tiểu đường mà nó biến chứng rồi ấy. Đánh vào tâm lý những người già, người bệnh, thần thánh hóa công dụng các loại thuốc là chiêu trò các đội nhóm Smart A đang sử dụng để lùa gà, khiến hàng chục người bỏ cả gần chục triệu bạc ra mua một bộ sản phẩm chỉ với công dụng như nước muối và thuốc bổ. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Mới đây, Bộ Nội vụ nhận được phản ánh của cử tri thành phố Hà Nội thắc mắc về việc không được nâng lương trước hạn năm 2024. Trước phản ánh trên, Bộ Nội vụ cho biết chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị cử tri liên hệ với các cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ để được giải đáp kỹ hơn. Dự kiến trong tháng 6 năm 2024, chính quyền huyện Phú Xuyên sẽ tiến hành cưỡng chế 15 công trình nhà tạm vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. Những công trình này được xác định vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. Việc chính quyền huyện Phú Xuyên vào cuộc cưỡng chế giúp ổn định tình hình, giảm bức xúc trong nhân dân. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình đang triển khai 7 dự án với tổng mức đầu tư là 1.100 tỷ đồng tại các huyện Mai Châu, Đà Bắc và Tân Lạc, thuộc vùng Lòng Hồ, Hòa Bình. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, những tuyến đường trên đều được xây dựng tại vùng Lòng Hồ, nơi kinh tế còn nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó thì người dân ở các huyện kể trên khi có những tuyến đường được nâng cấp và sửa chữa thì đều rất vui mừng, đón chờ ngày các dự án được hoàn thiện. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 20 giờ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.